Xin chào các anh chị và các bạn. Chúng ta lại gặp nhau ở cái phần 5 trên 7 của cái chương trình học phiên âm của tiếng phổ thông Trung Quốc. Trong phần này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về các thanh điệu, tức là các cái dấu. Sau đây xin mời mọi người chúng ta cùng theo dõi nhé Rồi, thanh điệu tức là các cái dấu thôi. Ví dụ như trong tiếng Việt mình có dấu sắc, dấu huyền, dấu hỏi, dấu ngã, dấu nặng thì trong tiếng Trung Quốc nó cũng có bốn cái thanh cơ bản và một cái một cái nó không có thanh gì hết tức là gọi là khinh thanh cứ xem như là bốn thanh cơ bản rồi chúng ta xem nhé trong tiếng phổ thông Trung Quốc thì có bốn thanh bây giờ chúng ta lần lượt tìm hiểu nè ta gọi là thanh một cũng được hoặc là thanh thứ nhất cũng được nó ký hiệu bằng một cái dấu gạch ngang và nó đọc cao và ngang chúng ta xem ví dụ như đây nó sẽ đọc là ma ma chúng ta đọc ngang là ma ma đừng đọc là ma thì nó sẽ lên hay là mà thì đi xuống là không được đọc cao tức là ma và đọc ngang ma ma là được như vậy là thanh nhất chúng ta đọc cao và ngang ma rồi thanh thứ hai nó cái ký hiệu nó gần giống như cái dấu sắc của tiếng việt của mình á giống cái dấu sắc vậy đó và là nó ý nghĩa của nó là đọc từ thấp lên cao khi viết mình cũng viết từ thấp lên cao và chúng ta sẽ đọc là mã mã như vậy thanh một là ma ma thanh hai là mã mã tức là từ thấp lên cao á mã nó gần giống dấu ngã của mình ha thanh ba cái ký hiệu nó giống như cái nón lá ngược của mình á thì nếu đọc cái góc của nó là phải đọc từ đi xuống xong rồi lại đi lên nó đọc như vậy đọc là mã mã nhưng mà cái vùng miền nam trung quốc hoặc là đài loan đồ này nọ thì người ta chỉ đọc gần như là dấu huyền hết khi nào mà cuối uh, cuối cái câu ví dụ cái từ nào đó thanh ba mà nó nằm ở cuối câu thì chúng ta có thể đọc nặng xuống một chút ví dụ nỉ họ mọi người nghe xin chào chào bạn gì đó nỉ họ nín họ còn nếu cái thanh ba nằm trong câu nói chung là các bạn cứ đọc thành dấu huyền hết cho thầy là được ví dụ uh, tôi rất khỏe hùa hỉnh họ Hòa wow, hỉnh họ Hòa wow, Hòa wow, Như dấu huyền trong tiếng Việt thôi Hòa wow, hỉnh họ Hay là rất lớn là hình ta Hình ta Hình thanh ba là dấu huyền á Hình ta Rồi như vậy chúng ta ôn lại những thanh nhất Chúng ta đọc ngang là Ma Ma Mọi người thấy đây chúng ta đọc là ma Thanh hai chúng ta đọc là mã Mã Và thanh ba chúng ta đọc gần như dấu huyền là Mà mà, khi nào cuối câu thì chúng ta đọc nặng xuống, à, mà, và thanh tư, ký hiệu giống như cái dấu huyền của mình á, nhưng mà chúng ta đọc là đọc từ cao xuống thấp, và khi viết thì viết cũng từ cao xuống thấp, đọc là ma, ma, đừng đọc là ma hay là má là đi lên không được, đọc từ cao xuống thấp, ma, à, ma, hay là lớn là ta, ta rồi hoặc là từ trên cao đi xuống đọc là la như vậy là ma ta la nếu kéo dài ta sẽ thấy là ma từ cao xuống thấp rồi ôm bốn thanh lại chúng ta cứ nhẩm nhẩm là nhớ nha ma ma là thanh một mã là thanh hai mà là thanh ba ma là thanh tư ma mã mà ma ma mã ma. mà ma, ma, ma ma. Rồi ta có bốn thanh như vậy. Chúng ta cùng đọc nha, mời mọi người cùng đọc theo thầy nào. Ma ma mã mã ma mã ma ma. Cứ nhớ thanh ba trong câu thì đọc như dấu huyền thôi, cuối câu thì chúng ta đọc nặng xuống một chút là được rồi. Các bạn cứ nhớ vậy. Nếu không các bạn cứ đọc thành dấu huyền hết luôn cũng được Người ta vẫn hiểu bình thường Miền Nam Trung Quốc rồi các cái vùng Đài Loan rồi này nọ Người ta vẫn đọc như dấu huyền trong tiếng Việt mình hết thôi Đó là cái thanh ba Bây giờ chúng ta sẽ có những cái ví dụ là những cái ví dụ để mình đọc thử nha Ví dụ như cái số 1 đó, nó đọc là y Đó chúng ta thấy nè y, y là một nó đọc thành ngang Rồi hai đọc là R er. Ờ, nếu không có chữ R thì nó đọc là Ơ, Y, Ơ. Người miền Nam Trung Quốc nó cũng không thích cuốn lưỡi cho nên số 2 nó cũng không có đọc chữ R này, nó đọc là Ơ, Y, Ơ. Hoặc Đài Loan Y, Ơ ờ, chứ nó không đọc Y, Ơ, Ơ, nó không cuốn lưỡi nhiều vậy. Nhưng mình cứ đọc chuẩn đi. Rồi Y, Ơ, ờ. số 3 nè, San, San, thanh nhất đọc là San, rồi số 4 là thanh tư, đọc là xưa ma 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 sơ 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 thân tư đọc là sơ số 5 à, là đọc như gần như dấu huyền của mình một mình nó thì đọc nặng xuống hoặc là cuối câu thì đọc nặng xuống đọc là ủ ủ như vậy từ một tới năm chúng ta đọc lại nè y ơ er, san sơ ủ y ơ er, san sơ ủ Cái tiếp liều liều số 6 á liệu, liệu, liều liều nó thanh tư mà đọc là liều số 7 đọc là đọc thành thanh nhất là thanh ngang đọc cao đọc là chi 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 số 8 cũng thanh nhất luôn pa 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 số 9 là triệu triệu Thanh ba như dấu huyền một mình đó. Hoặc là cuối câu thì đọc nặng một chút. chịu Và số mười là sữa. 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 Chữ Y đi với SH đọc gần như Ư là sữa. Trong video clip sau chúng ta sẽ có phần lưu ý đầy đủ hết. Chúng ta cùng đọc lại từ một đến mười nhé. Y. Er. San. Se. Wu. Liu. Chi. Ba. Chịu, chúng ta cùng đọc lại một lần nữa. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 rồi à, các bạn sẽ nghe ở đâu đó có một số người ba người ta đọc là bả cũng được không sao cả nhưng mà cái cách đọc đó cũng xưa rồi hồi xưa nó cũng là thuộc chính quy đó nhưng mà bây giờ ví dụ sữa bá là 18 rồi là sửa bả nhưng mà bây giờ ít người phát âm như vậy rồi rồi kế tiếp nữa ta thử đọc một thêm nữa nha cái cột thứ hai nè ủa u o o thì đọc là ủa nhưng mà u đứng đầu thì nó đổi thành w thôi khi chúng ta gặp cái w đó đó v kép đó đó thì chúng ta đọc như chữ w của mình ủa o o đó thanh ba thì như dấu huyền thôi ủa ủa nặng xuống một chút cũng được không sao từ thứ hai ai ai thanh tư mà ai ải ải ai, ai, ai. thanh tư đâu là ai thanh ba à, chữ nỉ là thanh ba ni nỉ nỉ rồi nỉ ủa ai nỉ tiếp luôn từ thứ tư duyên nản duyên nản duyên Yue, 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 yue Nó thanh tư đọc là yue Đằng sau là an thì đọc là Thanh hai đọc gần như dấu ngã của mình Nản Yue, nản Số 5 Của, u, Rồi gặp cái chữ g Đọc thì như chữ cờ Chúng ta đọc là của Của, cha Của, cha Quốc gia Của, cha Yue, nản, của, cha Quốc gia Việt Nam Của ai, của tư, của, cha Tôi thích. Tôi yêu quốc gia của tôi, tôi yêu đất nước của tôi của cha. Số 7. Hai cái thanh hai đọc gần như dấu ngã của mình, rển miễn, rển miễn, rển miễn là nhân dân. Nhân dân rển miễn. Số 7. Hỗn, o n r là ung, hơ ung hôn thanh hai gần như dấu ngã, hỗn và đằng sau là thanh tư đọc là sơ hỗn sơ hỗn sơ hỗn sơ", sơ là màu đỏ số 8 cái chữ u đọc như chữ y u mà có hai chấm thì đọc như y nó là thanh tư ly ly sơ ly sơ ly là chữ lục ly sơ là màu xanh lục tức là màu xanh lá cây từ số 9 chữ tờ thì đọc như chữ thờ nè thai thai thải thai thai thanh tư đọc là thai à, đằng sau cái chữ y dài đó chúng ta đọc như chữ giờ vậy đó thai giảng a ngờ an gian giang rồi thanh hai giang giảng thanh hai đọc như dấu à, gần như dấu ngã của mình như vậy chúng ta đọc là thai giảng thai giảng và số 10, sơn thanh nhất e r là ân thì đọc là sân u o đọc là hủa sân hủa sân hủa đây là những cái ví dụ mà chúng ta chúng ta đọc để tìm hiểu về các cái thanh thôi chú ý đến các cái thanh thôi mọi người cũng đừng quan tâm tới nghĩa của nó làm gì rồi chúng ta cùng đọc lại từ một cái cột thứ nhất cho đến cái cột thứ hai nha từ một tới 10 trước nè y 2 san sơ 5 6 7 8 9 10 Cái tiếp cái cột thứ hai nè. Wǒ ài nǐ. Wǒ ài nǐ. Yuè nǎn. Yuè nǎn. Guǒ jiā. Guǒ jiā. Rén miǎn. Rén miǎn hồng sơ, hồng sơ, lư sơ, lư sơ. Cái nào mà y thì mình phải tròn cái môi là dễ lư, lư sơ. Thái giảng, thái giảng, sân hủa, sân hủa. Đó là cái thanh các bạn cứ nghe đi nghe lại và các nhìn các bạn cứ nhìn cái thanh hoài thì các bạn sẽ nhớ. Ờ, trong cái phần cuối của cái cái phần cuối của các cái chương trình học phiên âm này nó có cái, những cái bài đọc những cái bài luyện đọc cái bài tập mà luyện đọc thì chúng nó lúc đó chúng ta sẽ luyện đọc nhiều hơn rồi bây giờ chúng ta lưu ý này nha bây giờ à, các cái dấu thanh bây giờ nó để ở đâu ở trong cái phần này như vậy dấu thanh chúng ta để ở đâu được nào chúng ta cứ nhớ cái chỗ nào có chữ a các bạn cứ để cái dấu thanh trên chữ a cho thầy như vậy là có A hãy để trên A. Cứ nhớ cho thầy là nó là ưu tiên một đó. Như vậy chúng ta thấy nè. Ví dụ đằng sau này nha. Nản. Nản là nằm trên A. Bây giờ đây có hai cái nguyên âm nè. U với A nè. Duyện. Duyền là xa. À, là xa. Nhưng một mình nó thì đọc nặng xuống một chút. Duyện là thanh ba. Cái dấu thanh vẫn nằm ở trên chữ A. Nản. ở trên chữ A nè. Duyện. Duyện à, trên chữ A Duyền là xa chữ viễn á Duyền dầu, cao phế Cao chạy xa bay á Duyền Cái tiếp có E thì để trên E cũng vừa Như vậy cứ hệ có Cái chỗ nào có cái chữ E Thì chúng ta để trên cái chữ E Cái nào có E cứ để trên E Ví dụ chúng ta thấy nè Duyền sơ Duyền sơ Chữ dẻn thì có chữ A nó để trên A. Chữ sơ thì có một chữ E ta buộc phải để trên E rồi. Dẻn sơ. Rồi kế tiếp. Dẻn sơ là màu sắc. Màu sắc. Kế tiếp nữa. Tân quang. Tân quang. Đó, chữ tân là có chữ E thì mình để ở trên E thôi. Và quang là có chữ U với chữ A. Nhưng mà luôn luôn có A cứ để trên A. Dẻn sơ là màu sắc. Tân quang là ánh đèn. Tấn là cái đèn, quang là cái ánh sáng, tấn quang là ánh đèn. Các bạn cũng đừng quan tâm tới nghĩa, mai mốt chúng ta sẽ bắt đầu học vào bài, vào đàm thoại để tính sau. Rồi, như vậy có A cứ để trên chữ A cho thầy nhé, có E thì để trên chữ E cho thầy. Vì sao vậy? Tức là A với E nó không có thể đi chung được, AE không có bao giờ đi chung trong phiên âm của một cái âm tiết nào đó A với E nó không có đi chung. Cho nên là mình không có sợ, nên ta chẳng sợ lẫn nhầm vào đâu. Rồi có A để trên A, có E để trên E, chính xác nha. Tiếp. U, O với cả O, U. Tức là U, O, war và O, U, O đó đó. war và O. Thì dấu thanh cứ để trên đầu của nàng O. Tức là để trên đầu của cái chữ O là được. U với O hoặc là O với U thì đều để ở trên O hết. Ví dụ chúng ta thấy ở dưới nè, số hoa. U, O, -u O đâu là số, số hoa là nói chuyện. Rồi cái chữ số đó, cái từ số là nói đó đó, cái dấu thanh nó vẫn nằm trên chữ O. Rồi số hoa, số hoa. Rồi chữ hoa có U với A, nhưng mà cái nào có A thì cái dấu thanh cứ để trên A cho thầy là được. Số hoa. Rồi, nói chuyện. Cái tiếp là thổ nào O, U, O đâu là thổ. Chữ tờ đọc như chữ thờ. Thổ. À, có O, U hay là U, O gì. Nó cũng nằm ở trên chữ O hết. Cái dấu thanh nằm trên O. Thổ là cái đầu. não là cái bộ não của mình. Thổ nạo là đầu óc nói chung. Thổ nọ Số hoa. Thổ nọ Thổ nọ. Rồi, tiếp nữa còn ui với iu thì sao nào? ví dụ ui với iu. dấu thanh cứ để ở trên nàng đứng sau, tức là cứ để trên cái à, cái nguyên âm đứng sau là được. ví dụ chúng ta thấy là từ TUY SỘ U đọc là TUY TUY SỘ là đối thủ TUY U dấu thanh nằm trên Y dấu thanh nằm trên Y và TIÊU LIỀN là mất mặt I, u yêu đầu là tiêu tiêu lèn u, u thì nó sẽ nằm ở trên chữ u tức là nó nằm ở trên cái nguyên âm đứng đằng sau á nằm trên cái nguyên âm đứng đằng sau có a cứ để trên a có e thì để trên e cũng vừa ae không thể đi chung nên ta chẳng sợ lẫn nhầm vào đâu uo với cả ou dấu thanh cứ để trên đầu nàng o còn UI với IU dấu thanh cứ để trên nàng đứng sau. Rồi, chúng ta nhớ. Thì làm sao đó cũng được miễn sao mà chúng ta viết cho nó đúng. Đừng có để sai cái dấu thanh. Đừng có để dấu, sai cái dấu thanh trên những cái nguyên âm khác. Nhìn nó rất là kỳ. Và người ta cũng đánh giá là mình không có học được bài bản. Cho nên mọi người chú ý. Và đến đây là mình xin kết thúc phần 5 trên 7 của bài mở đầu xin cảm ơn các anh chị và các bạn đã quan tâm và theo dõi chúc mọi người học thật là tốt nếu các bạn có thắc mắc gì cứ viết trong phần comment mình sẽ tranh thủ thời gian trả lời sớm nhất cho các anh chị và các bạn nhớ đăng ký và like để ủng hộ tinh thần cho người làm nhé à, xin chào các bạn